Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình Sạc Đăng 88 Nguyện Cuộc Sống ở Pháp. Mình chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Đây là phi lê dịch, ở Pháp mình gọi là Maguette de Cana nha các bạn. Với miếng phi lê dịch này, mời cả nhà cùng mình vào bếp để coi mình sẽ làm món gì nha. Mời cả nhà. Phi lê dịch nó là như thế này nè, nó sạch sẽ lắm. Rồi bây giờ mình phải rửa muối nha. Mình để muối lên mình rửa. Mình chết rồi sao mình lên nó lên được cho ta. Bây giờ mình đã có hai miếng phi lê dịch rồi ha. Ở tiếng Tây mình gọi là Maguette Cana de Cana. Thì nguyên liệu của mình gồm là ngũ vị hương nè. Tại vì mình phải để cái bịch này luôn, đừng cho mọi người biết mình có thể mua được. Rồi mật ong, rồi bột tỏi, tiêu và nước tương nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình làm nha. Khi lê dịch mình sẽ khứa vậy, yeah, cho nó thấm vô. Khi mình nước nó sẽ thấm ra. Đây là miếng phi lê dịch nè. Mình đã khứa ra như vậy, đặng mình ướp một hồi cho nó thấm á, cho nó ngon. Bây giờ đồ ướp mình cũng ướp và để mình để vô cái thao cái hộp luôn nha. Bây giờ đủ mình để thẳng vô hộp luôn, mình không có ra ấy. Bây giờ tùy theo của vị mọi người nha, nhưng mình sẽ để là mật ong, chắc cũng hai muỗng cà phê đó, hai muỗng cà phê mật ong, bột tỏi một muỗng bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nước tương. Tùy theo khẩu vị mọi người nha, nhưng mình sẽ để là hai muỗng canh, đừng mặn quá. Ngủ gì một tí xíu thôi, cho thơm thôi. Để tí xíu vậy thôi, cho có gì thôi. Để nhiều nó hôi, cái mùi nó không có ngon. Một chút xíu đường, tí xíu muối, rồi mình đảo cái hỗn hợp này một chút nha. Rồi chuẩn bị cái găng tay đem nước nha. À quên, để tiêu vô nữa, còn tiêu nữa. Đi hả con? Đi học hả? Sao cái đó không đưa mẹ rửa sớm? Này bây giờ mình ướp nha. Mình lấy cái, mình đeo găng tay mũ vô ha. Mình chọn cái hỗn hợp này nó đều với cái nước tương. Hỗn hợp mình ướp cho nó dễ đều ha. Vào nhau rồi, mình để Maguette dịch vô nha. Rồi sau khi mình ướp xong ha, mình sẽ đậy hộp lại rồi mình cất vô tủ lạnh, hay mình để ở ngoài gì tùy mình.
đôi khi mình để qua đêm, mình để tủ lạnh luôn, mình để gì cho nó thấm nhiều á. Còn mình muốn ăn là nửa tiếng, 1 tiếng ăn cũng được rồi, không sao. Là mình nướng, mình thì mình nướng nha, hoặc là chiên trên chảo tùy theo các bạn muốn làm sao cũng được. Chiên lên chảo thì phải chiên riu riu, rồi nướng cũng vừa vừa đặng nó mới chín bên trong. Mình thì không thích ăn đỏ đâu. Rồi xong, ok. Nha. Ok, các bạn thấy không? Cái miếng vịt hấp dẫn không? Gần 20 phút rồi đó. Đây, cái da này nó vừa ăn lắm nha. Mình thêm một chút vô nữa đó. Ướp xong rồi nè. Đó, một vòi vàng hấp dẫn. Giờ mình lấy ra dĩa nha. Chắc là nó nói hồng hồng nè. Mình thử miếng đây. Ok, được rồi. Các bạn có thể nướng chín thêm nha, nhưng mà ông xã mình ăn như vậy là vừa. Nhìn thấy máu đồ đó, nhưng mà ở bên trong thì nó không có sống đâu. Nó cũng như nó chín vừa thôi là nó sẽ có vị như vậy thôi. Còn các bạn có thể là nướng thêm thì mình đẩy lửa nhỏ nha, để thôi nó khét miếng vịt. Với các nguyên liệu ở trên, cách ướp vịt phi lê nướng của mình rất là ngon nha các bạn. Khi ăn với nuôi thì tuyệt vời. Còn các bạn cảm thấy như thế nào, hãy cho mình ý kiến với phần bình luận. Mình cảm ơn rất nhiều nha. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Cảm
cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của mình. Nếu thích video của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ những người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Bye bye!